Diễm Thi kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, binh sĩ Trung Quốc phải sẵn sàng để chiến đấu, đảm bảo chắc chắn chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào, đó là nội dung phát biểu của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Đại tướng Phạm Trường Long khi đi thanh tra các đơn vị ở miền Đông Hoa Lục. Tướng họ Phạm nói rằng, tất cả các binh sĩ phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu và phải chiến thắng ở mọi mặt trận, nhưng không cho biết tại sao Hoa Lục phải đối phó với nguy cơ chiến tranh và những nước nào đang là kẻ thù của Trung Quốc. Ông cũng nói là các binh sĩ phải gia tăng học tập, quân đội phải thực hiện những chương trình huấn luyện để binh sĩ có thể đương đầu với mọi tình huống. Như thường lệ, vị đại tướng phó chủ tịch quân ủy Trung ương không quên nhắc nhở các binh sĩ là phải trung thành với đảng và với tân chủ tịch Tập Cận Bình. Chỉ thị của Đại tướng Họ Phạm được đưa ra chỉ một ngày sau khi bốn chiến hạm thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc thực hiện cuộc thao diễn bắn đạn thật ở Tây Thái Bình Dương. Liên quan đến Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo tăng trưởng kinh tế của cả năm 2013 sẽ đạt khoảng 5,3% và lạm phát có khả năng dưới mức 7% nếu không có biến động lớn nào trong ba quý cuối năm. Dự báo cũng nói nền kinh tế còn nhiều khó khăn do ngành sản xuất hàng hóa vẫn còn yếu, mức cầu của thị trường trong nước thấp và xuất khẩu của Việt Nam gặp trở ngại do giá hàng hóa thế giới giảm. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia kiến nghị các biện pháp trong chính sách tiền tệ ngân hàng, chính sách tài khoá để tăng cường tập trung ưu tiên trợ giúp doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất. Trong số các biện pháp được kiến nghị gồm có giảm lãi suất cho vay, đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu, thực thi chính sách tỷ giá linh hoạt, giảm thuế để khuyến khích đầu tư cũng như xem xét giảm thuế VAT. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và cho biết tổng giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,2 tỷ đô la, giảm từ 7,5 cho đến 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Vasep, mặt hàng tôm xuất khẩu gặp khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu vì dịch bệnh, thị trường Nhật Bản tiếp tục duy trì kiểm tra ethylene. Tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng tôm trong quý 1 đạt khoảng 400 triệu đô la, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2012. Mặt hàng cá tra và các loại cá biển khác cũng như mực và tuột xuất khẩu đều giảm 7,6% cho đến 22% trong quý 1 năm 2013 riêng mặt hàng cá ngừ xuất khẩu tăng 12% trong 3 tháng đầu năm nhưng lại đang có xu hướng giảm sút do ngư dân đánh bắt cá ngừ có xu hướng chuyển qua đánh bắt theo phương pháp câu tay nên sản lượng và tiêu chuẩn xuất khẩu không đạt yêu cầu. Tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Miến Điện mở cuộc điều tra liên quan đến việc cảnh sát không ngăn chặn những vụ giết người và đốt nhà mới xảy ra hồi gần đây trong cuộc xung đột giữa hai cộng đồng hồi giáo và Phật giáo. Lời kêu gọi được đưa ra đi kèm với hình ảnh cho thấy cả một khu vực có 800 căn nhà ngay trung tâm thành phố Mechtila bị thiêu rụi. Phần lớn những căn nhà này là của người theo đạo hồi. Thành phố Mechtila là nơi xuất phát xung đột giữa người theo đạo Phật và người theo đạo hồi trước khi lan tràn sang những thành phố khác. Tổng cộng có 43 người chết, 1.300 căn nhà bị đốt cháy và khoảng 12.000 người phải bỏ chạy lánh nạn. Được biết, tình hình đã bắt đầu yên tĩnh hơn từ thứ năm tuần trước, sau khi tổng thống Miến Điện Than cam kết sẽ có biện pháp mạnh đối với những kẻ chủ mưu phá hoại trật tự xã hội mà ông gọi là bọn đầu cơ chính trị và những kẻ lợi dụng tôn giáo để làm chuyện quá khích. Chiếc xe bồn chở xăng phát nổ trước sở cảnh sát Pyrid hôm thứ hai khiến cho chín người chết trong đó có 8 cảnh sát và 28 người bị thương, trong đó có 25 cảnh sát tại thành phố quê hương của cựu tổng thống Saddam Hussein. Vụ đánh bom tự sát được thực hiện vào dịp đánh dấu 10 năm ngày quân đội Hoa Kỳ mở trận chiến lật đổ chế độ độc tài Saddam Hussein. Ba vụ chạm súng khác ở Mosul, Khumatu và gần Tiris đã làm thiệt mạng một cảnh sát, một thị trưởng và hai cận vệ bị thương, một trưởng bộ lạc bị bắt đem đi. Những vụ khủng bố mang vết tích của lực lượng Hồi giáo Sunni, theo Al-Qaeda, đã khiến tháng 3 là tháng có thương vong nhiều nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Người ta e rằng sẽ còn nhiều vụ tấn công khác từ nay cho tới ngày bầu cử cấp tỉnh vào 20 tháng này. Hai tỉnh Anba và Ninve phải hoãn bầu cử sau khi 11 ứng cử viên bị giết. Dù vậy, lực lượng Hoa Kỳ vẫn tuyên bố quân đội và cảnh sát Iraq đã đủ khả năng gìn giữ an ninh. Cùng ngày tại Baghdad, bốn phạm nhân khủng bố bị thi hành án tử hình bằng cách treo cổ. Trong số này có Mahmoud Abrahi, được gọi là tỉnh trưởng Baghdad, do quân Al-Qaeda tử phong. Từ khi bắt được al-Rawi, lực lượng an ninh phân ra manh mối và năm 2010 đã tìm giết được hai kẻ đầu não, một là viên chỉ huy chính trị và hai là kẻ được phong bộ trưởng chiến tranh của Al-Qaeda tại Iraq. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ ba của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.